À, xin chào các bạn, Hoàng sẽ giới thiệu cho các bạn một cây rất là cao cấp của hãng Roland, đó là cây LX15. Nào, LX15 đen bóng. Cái dáng của nó rất là đẹp ha. Cây này là cây cao cấp nhất của hãng Roland. À, vì thế là mọi cái ưu việt họ đã đặt vào đây rồi. À, thế là mình sẽ phân cấp đầu tiên là có RP. À, sau cấp tiếp theo là có HP, là dòng cao cấp đó các bạn. Tuy nhiên là vẫn còn một cái dòng cao hơn cái HP nữa, đó là dòng LX. Thì đây, họ nghĩ cái cây này là đối trọng cho cái cây NU1 của hãng Yamaha đó. Đây là đối trọng đó. Theo Hoàng nghĩ thôi, chứ còn nhiều khi là cái idea, cái ý nghĩ của cái hãng đó với nhau thì mình không không có nắm, bởi vì mỗi hãng nắm một cái công nghệ khác nhau, chứ không phải là cái hãng này hoàn toàn hay hơn và hãng này hoàn toàn dở hơn, không có. Hãng này nó có cái hay riêng và hãng kia nó có cái hay riêng, không có phải một bên nào đó hoàn toàn là win đâu. Không. Ok, rồi mình sẽ đi vào chi tiết cái cây này ha. Cái cây này là kích thước của nó, bề ngang của nó là 1,4 m này. Bề sâu thì trong tường ra là nửa mét này, và từ dưới đất lên là 1,1 m. Vậy là khá cao đó các bạn. 1,1 m là gần bằng một cây U1 rồi đấy. Đó, cái dáng này là cái dáng của cái upright piano ha. Đẹp ghê luôn. Rồi nó có cái số phone này, khi mình đẩy xuống cái nó nhả ra từ từ. Thế là có trẻ con thì đâu có bị kẹp tay. Đó, rất là dễ thương đúng không? Rồi loa của nó phân bố hay lắm. Ở bên này ở dưới gầm là một loa, ở bên trên này là một loa. Đó, rồi vậy bên trên này thì có một loa và mình có thể mở nắp lên để cho nó thoát âm ra. Đó. Nhưng mà để mình gạt xuống cho nó đẹp hơn. Rồi. Vậy thì bên này có 3 loa, bên này có 3 loa, tổng là cây này nó có 6 loa. Thì 6 loa như vậy cây này nó sẽ sản sinh một cái công suất đó là 160W các bạn ạ. Nghe cái số 160W không lớn lắm, tuy nhiên trên thực tế là cái cây này tiếng rất là to. Công lực khủng khiếp luôn các bạn. Rất là đã ha. Rồi bây giờ mình sơ bộ qua cái hình dáng cái bàn phím các thứ đây này sơ, mình đi từ từ qua. Rồi. Đó các nút bấm ha, và mình nhìn lướt qua các nút bấm. À, cái khu này, à, đây là cái khu mà chỉnh tiếng này, cái khu quan trọng nhất này. Rồi các phím chức năng khác, rồi bình thường thôi. Bàn phím này là phần phím pha 3, có cái phần mạ ở bên trên này cho cái phím đen là giống như ngà voi, nó giống như ngà voi, và cái phím trắng thì cũng cũng mạ mờ. Đánh nó bám tay luôn ha, bám tay và chắc tay lắm. Rồi bây giờ mình thử tiếng đàn coi, thử phím đàn và tiếng đàn coi. Mình đánh từ cái nốt nhỏ xíu cho đến to nhất nha. Đó, cái đuôi của nó rất là dài. À, cây này xịn lắm đó các bạn. Rồi đầu tiên ta có là concert piano nha. Cái tiếng piano ha, mình khám phá những cái tiếng khác của nó coi. Tiếng này tiếng ba để đánh nhạc ballad nè, tiếng này thì nó sáng nè. Từ tiếng khác coi. Là rất là hợp với cái những cái bài Giáng sinh nè.
hợp không? Hợp với cái tiếng này, hợp với những cái bài mà nó end ha. Còn cái này là có tiếng string này. Lót á. À nhưng mà cái này mình cần mỏng, cái đoạn đó mình cần mỏng. Rồi thử coi. Cái này vô này. Vô lắm ha. Rồi coi, cái này là tiếng nó phối với kho. Quay về tiếng đầu tiên. Rồi những cái ngăn khác, Hoàng thử tiếng piano điện nha. Đẹp quá. Đẹp quá ha, tremolo. Còn những tiếng pop tiếp theo là ngăn này là string nè. String ta có đây, string. Ở trong anh string này là có các tiếng string hoặc là tiếng half chord nè, half là chứ không phải half chord, half violin. Rồi, ở đây những cái này không quan trọng. Và trong order, order là tất cả những cái thứ còn lại nó nằm trong này, nó có tới mấy trăm tiếng luôn, khoảng độ hơn 300 tiếng, Hoàng nhớ là hơn 300 tiếng. Đó, rất là nhiều trong này nha. Rồi, thế bây giờ nè, nếu mà mình có được cái tiếng piano như thế này, mình muốn cộng thêm một lớp nữa là cái tiếng tremolo này coi. Mình ghép nó lại thì mình nhấn hai cái phím này là nó cộng lại với nhau, nó thành ra một cái tiếng. Đó, nó trộn giữa tiếng piano cơ và tiếng piano điện. Thử một bài nha. Khi mà mình phối hợp lại là cái tiếng nó dày lên, nó long lanh lên, rất là đẹp luôn. Đây là một cái sản phẩm rất là cao cấp của hãng Roland rồi.
cái năm sản xuất của nó, cái thế hệ này này là năm 2012 đó, sau đó vài năm thì nó ra cái LX17, và bây giờ mới nhất là LX708 thì nó trên 100 triệu, 100 bao nhiêu triệu đó, mấy chục triệu đó, thì rất là đắt hàng các bạn ha. Thành ra với mấy cái phân khúc này mà mình mua cây 708 thì mình có tiền thì mình mua cái đó thì không nói nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn có một cái số tiền khoảng ba mấy 40 triệu á, thì mua cũ cây này là chất lượng vẫn còn rất là tốt nha các bạn, xài bền, chất lượng tốt, âm thanh rất là hay đó. Sao mà mình dùng toàn những cái từ đẹp cho nó không à, nhưng mà thực tế là nó hay nha các bạn. Đó là nó đã phân cấp rất rõ ràng rồi, đương nhiên cái cây này nó phải hay rồi. Ok, nếu các bạn có cái nhu cầu về đàn mà muốn những cái cây đẹp và cây đặc biệt thì cứ đến với bên Hoàng trải nghiệm xong rồi mua về nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Hoàng. Xin chào.